Chào mừng nhớ đến với kênh Nguyễn Chí Đạo. Hôm nay mình sẽ đi qua bên Tonsen anh em ơi, quay những dòng sản phẩm của Tonsen ha. Những cái giá anh em, những sản phẩm nào anh em thấy phù hợp thì mình có thể liên hệ mình mua. Đầu tiên thì một cái kéo cắt ống nước của Tonsen nha, 42, tối đa 42 ha, 163.000. Hoặc là hàng công nghiệp anh em, to hơn nè, 246.000 cho dòng này. Cắt được 42 luôn nha. Rồi có những cái kéo đây, kéo theo cắt cành bỏ công nè, 126.000, thẳng là 124.000 đấy. Và kéo này là 211.000 mấy anh đây. Hoặc những cái kéo nó dòng này cũng khá là xịn nè, 160.000 nha. Và cái này dòng này là 164.000 đó. Ồ, Tonsen nó có cái dòng này ta, có mũi khoan 1 ly nè, hôm nay mình mới thấy mũi khoan 1 ly hai mũi nha, 14.000. Cái mũi này anh em có thể khoan nhựa, khoan sắt, khoan này không khoan, nó khô 35% nữa anh, là cái một ly này không anh đi khoan nóc hay nóc được đâu nha. Một ly mà anh em khoan nóc tay nó gãy á. Những cái mũi này thì anh em mua về, mấy cái mũi khoan này không có hành đâu nha mấy anh. Mua về gãy thì ráng chịu. Mấy cái mũi khoan thì nói chung là nó phụ thuộc vào kỹ thuật người khoan nhiều lắm. Rồi mũi khoan một ly nha, khô 35%. Đây nè, khô ban anh em 5%. Giá một cặp là 14.000 một ly. Ồ, này hay, đang có một nó xíu xíu à. Rồi kế tiếp, 1,5 ly, 1,5 ly cũng 14.000 một cặp luôn mấy anh, cô 35% nha. Rồi kế tiếp 2 ly cô 35%, 15.000 một cặp. Rồi 2,5 ly, 18.000 một cặp. 3 ly là 21.000 một cặp, 3 ly 2 là 15.000 một cặp. Ồ, không, 32 lên 1 mũi rồi mấy anh, lộn nè. 3 ly 2 là nó chỉ có 1 mũi thôi nha, cô 35%, khoan nóc á. Đó, 15.000 mũi. Rồi lên tới 3,5 ly. 3,5 ly là 17.000 anh em ha, 1 mũi ha. Đó. Thì nó sẽ dài lên đây. Đó, những mũi khoan nhỏ nhỏ nhỏ. 4 ly 8 là 34.000 nè, 5 ly là 27.000. Rồi 5,5 ly là 31.000 ha. 42.000 cho cây 6,5 ly nè. Đó, thì anh em cứ tìm những cái dòng này ha. Rồi cái tiếp những mũi khoan gỗ nằm ở đây, mũi khoan đuôi cá. Những mũi khoan đuôi cá của Tonsen rất là nhiều luôn nha. 6 ly, 8 ly, 10 ly. Dù 6 ly là 20.000, 8 ly 20.000. Rồi 12 ly cũng 20. 13 ly 24, nó sẽ dài lên tới đây. Lên tới 40 ly nha. Khoan đuôi cá 40 ly nè mấy anh. Chú lục giác à, 38.000 của Tonsen. Từ nhỏ tới lớn. Ngoài ra thì Tonsen nó sẽ có những cái mũi khoan gạch men hai cạnh nằm ở đây. Bao tay hàng. Bao tay hàng Tonsen giá là 222.000. Bao tay chống cắt Tonsen là 100.000 một đôi. Đây là những cái bay nha. Là những cái bay anh em ơi. Đây mẫu mới Tonsen nè, cái bay nè, 55.000 cái. Đây, ở dưới thẳng ở trên màu nè ha. 55.000 cái này. Những cái bay này anh em vào website anh em coi ha, cửa hàng hoàngphat.com có đầy đủ hết nè, hoặc là trên Shopee hoặc là trên TikTok có hết. 41062 anh em, nó mấy size lận này, 55.000 một cây. 55.000 cây cho cái size này là size tấc 8, tấc 6 là 52.000 nè. Và những cái bay lá này nè, 45 59, bay răng 130 có đủ hết mấy anh em ơi. Về búa ha, và những cái bàn trà xốp, con trà, bàn trà cao su, bàn cao su cứng nè, 100.000 cái. Rồi những cái búa mini, búa mini 101.000. Những búa của Tonsen này nó mắc hơn của Wolfpack hay Total Inco rồi nha, mắc hơn. Và đây những cái dòng búa của Tonsen rất là nhiều luôn nè. Đây búa đóng nhỏ đinh này là 143.000 nữa mấy anh. Búa tạ nè, búa tạ. Rồi búa đúc nguyên khối nè, 364.000 này, 157.000 búa ha. Rồi cho đây có búa nè, các kiểu búa luôn. Rồi ở đây có những cái giấy nhám hình bằng ủi nè, 18.000 một hộp, 5 cái nè, 5 cái nè. Nhám 40, nhám 240 là 17.000, nhám 150 đậu nhám đó anh em là 17.000, 180 17.000, nhám 60 là 18.000. Cái đậu nhám 60 là nó thô ha, 40 thì thô hơn nữa. Rồi đằng đẵng thì rất là nhiều búa phía kia ha. Rồi phía sau lưng, phía sau lưng thì đây một cái bộ đột 218.000, đột chốt nè, 267.000 cho cái này.
Rồi kế tiếp nữa thì một cái bộ mũi khoan đuôi cá 2, 4, 6 cây 107.000. Bấm lỗ nè, bấm lỗ da nè 101 nè. Rồi bơm lớp xe 268.000. Ngoài ra tôi xem thì có những cái dòng mà lưỡi ha, anh em mua lưỡi cưa, cưa đầy đủ. Ví dụ anh em mua còn cái cưa này nè, đây cái cưa này thì giá là 195.000 nha, cưa gỗ nè, cưa gỗ 195.000. đây có cái ốp nhựa ha. Ngoài ra anh em có thể mua cái lưỡi được, đây cái lưỡi họ bán riêng nè, 98.000 cái lưỡi đây. Đó, về mình thay vô thôi, mò thay lưỡi vô thôi, 98.000 cho cái lưỡi cưa đó ha. Còn cái cưa này thì giá là 195.000. Có cái hộp nhựa ha, hộp nhựa để nè, đẹp ghê không. Tôn sen thì nó có những cái eke nha, eke nằm ở đây, eke tôn sen bắt rất là đẹp, nhỏ nhỏ vậy 10.000 cái. L á, cái xương này nó cứng lắm này nè, cái xương eke tôn sen nó có cái xương giữa đây nè, này nó dập từ một miếng thép nha, nó rất là cứng. Rồi đẹp á. Hoặc là những cái đinh ghim bấm nằm ở đây, hai ghim bấm của tôn sen nằm ở đây nè, có rất là nhiều, này 95.000, 95.000 một hộp nhỏ hay là một hộp lớn như này. Ồ, cái này chắc dính đi. Đó rồi. Rồi, một cái bộ cử dùng để khoan lỗ cửa này, những em làm ngành mộc thì có cái này. Rồi, EK 500, size này 68.000 cho size bên nè mấy anh. Rồi size 4 inch, ở size này size 50 LPS. 50 LPS thì 111.000. Cái dòng này 25 LPS ha, 68.000. Đó, hít kính 172.000. Rồi ok, những cái khung cưa của tôn sen nằm ở đây, cái khung cưa này là khung cưa này có thể điều chỉnh được nè. Anh em xài 8 inch, 10 inch, 12 inch nè, giá khung cưa này có nhiều, có 108.000 cái thôi. Rồi tôn sen thì bên đây nó sẽ có bán những cái kẹp nhựa kính, rulo sơn, búa gõ hàng, búa gõ hàng sỉ 87.000 nha, búa gõ sỉ hàng đó mấy anh. Ngoài ra thì đây những cái cơ cước rồi ha, anh em có thể mua những cái cước con sen nằm ở đây, cước thủy và những cái cây mà bê hồ đó, rất là dài luôn. Rồi cái bên nữa tôi sen thì gồm đây đồ này, đây là cái mỏ hàng chì 100W 229.000, 60W là 146.000. Rồi một cái đèn pin 4 394.000 ha, nó nè sáng ba sáng nè đó, đèn có pin sẵn ha. Rồi một cái 492.000 cho cái đồ đo đo nhiệt ha, 800 độ C, âm 50 độ C để 800 độ C, 492.000. Một cái mỏ lết hàng công nghiệp tôi xem là 325.000, 300mm 12 inch. Rồi cái này là 10 inch, 10 inch đó là 228.000. Ngoài ra có những mỏ lết lớn nè, to đùng luôn nè, mỏ lết này là 511.000 ha, cho cái này là 450mm chiều dài đó, hoặc là thấp hơn xíu là 315 inch nè, 15 inch, 15 inch thì giá là 375.000. Là 375mm nha. Rồi ở đây nhỏ hơn xíu có 12 inch nè, đầy đủ nằm ở đây. Hoặc anh em gia đình thì có thể xua một cái bộ mỏ lết này 3 cây 10 1 tấc rưỡi, 2 tấc 2 tấc rưỡi, 416.000. Mỏ lết này nhôm aluminium nè mấy anh, 320.000. Hoặc cây sủi tôn sen 101.000. Tôi xem nó còn mấy cái cây mà hút đinh nữa đâu, mất tiêu ta, như hết hàng rồi sao mấy anh. Rồi những cái mỏ lết sai cũng, cái mỏ lết này đem về trưng bày ít thôi chứ mấy anh em muốn ít mua, trưng bày riết mà nó bị oxy hóa luôn nè. Đây cái cờ lê 41 anh em, cờ lê 41 to đùng luôn nha. Rồi một cái thước gỗ xếp, thước gỗ xếp này giá là 107.000. Mấy thước gỗ này thì xưa rồi. Một cái eto, eto của tôn sen nè, eto này là 4 inch ha, 100mm là 882.000.
cái bề ngang nó là 4 inch đó mấy anh. À, đây nè, à, không cái này tới 1 triệu mấy lận, này to hơn, 4 inch cái nhỏ hơn ha. À. Rồi kính hàng điện tử của Tonsen 643 ngàn. Tonsen thì có những cái đồ mà nhỏ không nhiều lắm. Ở đây những cái đầu khẩu màu đen nha, đầu khẩu dùng súng này. 193 ngàn cho đầu khẩu này, thép Ceramore 32, rất là to luôn. Rồi những cái đầu chuyển 1/2 sang 34, 133 ngàn. Rồi ok, mình sẽ đi quay qua bên này. Cái giải này trống rồi mấy anh, đang trống rồi, làm cho nó cuối năm mình đã dọn trống rồi. Đây kìm tuốt, cắt tuốt dây điện ha, nhỏ nè, 87 ngàn. Rồi kìm bấm dây mạng nè mấy anh, 312 ngàn. Rồi một cái bộ kìm, một cái bộ này là bộ cách điện 1000V, tua vít cách điện 1000V, 252 ngàn. Bút dò điện 199k, những cái bút thử điện là 29 ngàn. Đục anh em, những cái đục của Tonsen hàng công nghiệp rất là nhiều luôn ha. 98 ngàn cho cây này là cây 13 ly nè, 98 ngàn cho cây 12 ly, rồi 14 ly, 73 ngàn cho cái cây 18 ly, rồi lên đây là 91 ngàn cho cây 26 ly, 94 ngàn cây 32 ly, và cái cây này là 38 ly. 38 ly là 100 ngàn mấy anh. Đó. Ngoài ra Tonsen thì có những cái dòng bộ lục giác đây 133 ngàn ha, lục giác bi ngắn nè, lớn hơn 160 ngàn, dài hơn nè, đầu dưới đồng bi. Lục giác của Tonsen nó rất là đẹp nha, nó, cái chất thép anh cũng đẹp hơn của Kinglo nhiều lắm. Rồi bông nhị trên nhị dưới ha, đây nè, nhị hai đầu nhị hết. 138 ngàn cây ngắn, cây dài thì 165 ngàn, nhị trên nhị dưới luôn. Rồi kìm tuốt dây điện, kìm này mấy anh em lột giá 91 ngàn cái kìm tuốt dây điện này. Đó. Búa hàng rào 207 ngàn, để búa nè anh em, làm hàng rào 207 ngàn. Một cây sản phẩm đa năng 160 ngàn cho cái kìm đa năng ha, bộ dao xếp đa năng. Rồi này tới 109 ngàn cho 10 cây. Rồi một cây tua vít lục giác ship, lục giác ship này 100 ngàn ha, bi nè. Rồi này lục bông không thì giá là 103 ngàn mấy anh, bông 103 ngàn. Còn mà lục giác không á nha, giá chỉ có 74 ngàn thôi. Ngoài ra có những cái tua vít nhỏ nè, dẹp đóng nhỏ 35 ngàn, dẹp không à, ba ke như hết rồi thì phải. Ở đây ba ke nằm bên đây, đây ba ke đóng là 39 ngàn anh, nhỏ xíu à. Đây là BH2, BH2 là nhỏ nè, lưu gốc kẹt ha, 39 ngàn thôi, rất là rẻ. Còn BH2 mà loại thường không có, đây BH1 nè, BH1 giá 18 ngàn, không có đóng. Sáu mươi sáu ngàn cho cây tua vít này, cây tua vít này gồm nhiều đầu, 66k. Rồi Tonsen thì nó có những cái hộp tua vít này ha, đây hộp này là 269 ngàn, hộp này là tới 30, hay mà làm bằng thép S2 nha, có cái mẫu này mấy em, này đẹp lắm. Đây hộp của Tonsen làm rất là đẹp luôn, thấy không? 269 ngàn, rất là nhiều đầu ha. Ở nhà mình có cái này xài rất là ngon. Rồi một cái bộ cờ lê 1/4, cờ lê 1/4 này giá là 372 ngàn. Cờ lê này tự động ha, 1/4 này đó. Những cái đầu khẩu nằm ở đây, những cái đầu này nè, rất nhiều đầu nói nè, đầu quýt đầu nói nè. Cờ lê tự động nha, cần siết tự động đó, này cần siết tự động 1/4 anh em, giá là 372 ngàn. Rồi hoặc là cái bộ vít này, vít 351 ngàn,
chữ T khá là nhiều. Rồi này là mũi khoét hộp lớn nè, hoặc là đây là thứ cặp điện tử, thứ cặp điện tử tấc rưỡi nha, của Tonsen này là 732 ngàn, có độ sai số nó nhỏ lắm nè, 0,01 mm, 0,01, anh em là cần chính xác mà người tử cao mua cái này 0,01 mm thôi, rất là nhỏ nha, giá là 732 ngàn. Rồi tôi xem nó có những cái hộp hộp vít, vít là dành cho những anh em mà làm thợ sửa xe máy ô tô nè, cái hộp hộp lục giác nè, hộp này cũng rẻ tiền, có 500 mấy thôi mà rất là nhiều đầu, là bằng thép CRV nha, 504 ngàn. Đây nè, có những cái đầu đây nè, để anh em dùng vít đóng á, vít đóng mà cái này là nó cái đầu này dạng như là nào, mình sẽ khui cho anh em coi một cái. Gỡ này ra chú ơi, khui này chú ơi, để cho đứa em nó khui mình. Rồi đây là một cái bộ kìm mở phe 390 ngàn. Ngược ơ, khoan. Đúng rồi. Đây bộ tròn nó to dữ vậy nè, cái này là bộ tôi vít này là dùng súng, cái đầu này đầu 3/8 nè nha, nên dùng cái đầu khẩu 3/8 bỏ vô đây, nối kết nối với đầu này 3/8 ra cái đầu bên dưới nè, đầu dưới 10 ly nha, cái đường cái này là 10 ly nha, mấy cái đầu là đầu 10 ly, hoặc là dùng 1/2 1/2 nữa mấy anh, đầu một khẩu 1/2 ra cái đầu nó 10 ly để xài cái đầu bên dưới, nó sẽ dành có những cái dòng mà dành chuyên cho xe ô tô nè nha, mấy dòng xe Đức hay xài cái đầu bông này nè mấy anh, đầu nó đặc biệt lắm đây nè, đây thấy không, để mở những cái dòng xe mà cao cấp á, loại dài loại ngắn nè, rồi lục giác nè, ở đây bông nè, ở đây lục giác nè, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, rồi tới cái đầu này là 5, 6, 8, 10, 12, tới như là bông nè 20, 25, 30, 45, 40, 45, 50, 55, nó sẽ có hai cái dải này, dải ngắn dải dài, nên mà xài đầu dài thì xài đầu dài, muốn xài đầu ngắn thì xài đầu ngắn nha, nó sẽ có đủ xài luôn, nguyên cái bộ này thôi mà giá chỉ có 500 lẻ mấy ngàn thôi, 504 ngàn nha. Đó. Ok, này là xài súng, anh em nào có súng hơi rồi hoặc là xài cần siết á nha, cần siết nó bỏ múa này, nó bỏ vô rất là đẹp luôn, nó có ốp lại nè mấy anh. Đây. Rồi chút xíu ship lại ha, đẹp lắm. Rồi kế tiếp nữa, kìm mỏ nhọn công nghiệp của Tonsen 120 ngàn, 8 inch, 6 inch là 100 ngàn. Rồi ở đây có những cái đầu vít, hai cái đầu chuyển nè, đầu chuyển từ 1/4, ở quên đầu chuyển từ 1/2 sang bán vít 6.35 của Tonsen nha, giá có 68 ngàn có đầu chuyển rồi, bán bu lông á nè. Rồi đây cái kìm cái hạng cua 120 ngàn, mấy dòng này thì mắc hơn mấy ruột phao nha mấy anh, mắc hơn nha, không có rẻ đâu, càng cua này 87 ngàn, mẫu quả này 138 ngàn. Rồi kèm này 210 ngàn, kèm này là 116k, ở này còn mẫu giá cũ nè, anh em hết cái mẫu này không còn giá này nữa nha. Rồi kèm cắt nè có 109 ngàn thôi, cái dòng này rất là đẹp, hàng công nghiệp nè, mấy dòng này hàng công nghiệp nè mấy anh. Đó. Trong khi đó cái dòng này nó đang tăng giá lên rồi, 309 ngàn, kìm răng đa năng cao lực 32 mm, bấm có tuốt dây điện cắt hay kẹp này ha. Đó. Rồi ngoài ra Tonsen thì ở đây có những áo bảo hộ, đây mấy anh, áo bảo hộ Tonsen nè, đẹp lắm, giá là 5,650 nha, 650 áo bảo hộ. Rồi đây thì có những dòng máy chạy nhám, đây máy này máy cưa lọng có laser nha, 859 ngàn. Rồi máy mài khuôn 535 ngàn, cắt rung 715 ngàn, máy cưa kiếm dùng điện nè có 839 ngàn thôi mấy anh, máy cưa kiếm dùng điện Tonsen nha, 839 ngàn, máy khò là chỉ có 288 ngàn thôi. Máy khoan 666 ngàn. Máy cưa đĩa này đang sale nè, giá 790 thôi nha, máy cưa đĩa. Rồi ok,
Máy bắn vít này là 997.000 mấy anh, một máy một pin nha, nó không có hai pin. Vậy đó, máy chạy nhám này là 471.000 chạy nhám đó. Chạy nhám này là 583.000. Cứ kiếm dùng pin cái thân không là 1.389.000. Rồi, ok. Rồi, tôn xe nó nhìn báo nên hơi bị nhiều đó. Có bộ này chưa báo giá nè, 280.000 bộ này. Bộ này thì nó sẽ gồm nhiều cái đầu vít trong đây, nó dài nữa mà. 280.000, 11 chi tiết. Nó gồm những cây tư vít, hai cây bông, hai cây T20, 25, một cây lục giác 34. Rồi nhảy mũi. Rồi cây BH, BZ. Hai cây BZ, hai cây BH. Nha. Đó. Rồi ok anh em ơi, lần sau thì sẽ giới thiệu anh em King Lu. King Lu nằm ở đây đó. Lần sau sẽ giới thiệu anh em về King Lu đi ha. Rồi bên đây, hoặc là anh em có thể đi lên lầu. Lầu để mình coi, để mình coi cái quạt phao. Đây, có thể lên đây mình lựa nha. Rất là nhiều quạt phao nằm ở đây. Đây, bơm kinh hai kệ nằm bên dưới, một phao ở đây ha. Đây là bên cửa hàng Hoàng Phát 850 nha, anh em có thể ghé bên dưới bên trên ha, đầy đủ độ này ha. Một phao nó có mấy cái cờ lê, cái cờ xiết, cái này lắc đéo nè, đẹp không? 246.000 một bằng hai, 1.438, 1.2 đầy đủ. Một phần tư thì giá là 145.000, 3/8 là 186.000. Nghe nó đều lắc lên lắc xuống được nha. 246.000 cho cây 1.2. Ây kè đủ luôn ha, nó đủ rồi. Rồi thước cuộc phao này cũng đủ nè anh em. Đây. Ngon lành, 1. 1 mẫu, 2 mẫu. Đầy đủ luôn ha, 10m nè, 8m, 5m. Này 5m. Anh em ơi. 37.000 5m hay 3m đây, này cây 5m nha. 5m bản 19. 5m bản 19 thì 37.000, 5m bản 25 thì 45.000 anh em ơi. Nó sẽ có hai cái bản. À, bản rộng, bản nhỏ ha. Đẹp. Rồi, đây là cửa hàng Hoàng Phát 850 Đặng Quân anh em ơi. Anh em có nhu cầu ghé bên đây ha. À, hôm nay mình giới thiệu cho anh em vậy thôi nha. Thì hôm sau đi mình sẽ giới thiệu qua King Lu, những cái dòng đồ nghề của King Lu ha. Đó. Thì phía bên Tôn Sen thì ở trên lầu nha. Phía bên Tôn Sen thì đã dọn qua cống qua mấy kệ nè để làm những cái đồ mới. Đầu năm thì mình đang nhập những đồ mới về, từ từ sẽ bổ sung vào mấy anh. Đây cũng vậy. Hai bên đây là những quầy dung dịch. Quay giữa này vẫn là Tôn Sen ha. Rồi ok, anh em nhu cầu mua dòng nào liên hệ nha. Một nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.